em gái tỷ phú của Cẩm Ly là ai? Vì sao tài trợ toàn bộ chi phí đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về nước? Nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời khi sang Mỹ lưu diễn vào đầu tháng 4 vừa qua, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, công chúng và làng giải trí trong nước. Trong suốt những ngày qua, giới nghệ sĩ và các mạnh thường quân đã quyên góp được số tiền 668 triệu đồng để lo thủ tục và đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam. Ở hải ngoại, một số nghệ sĩ cũng đã quyên góp được số tiền 5.000 đô. Theo thông tin cập nhật từ ca sĩ Khả Tú, thi hài của nghệ sĩ Anh Vũ đang được để ở nhà quan An Lạc để lo các thủ tục cần thiết trước khi về quê mẹ. Chi phí trọn gói đưa về Việt Nam là 10.000 đô, từ A tới Z, và có một ngày tại nhà quan An Lạc để anh chị em nghệ sĩ và đồng hương hải ngoại đến thăm viếng Anh Vũ lần cuối trước khi về Việt Nam. Phần chi phí trọn gói này được nữ ca sĩ Hà Phương Đài Thọ hoàn toàn 100%, Khả Tú viết trên trang cá nhân. Qua tìm hiểu được biết, gia đình ca sĩ Hà Phương, em gái ruột của Cẩm Ly, còn có mối quan hệ thông gia với gia đình Anh Vũ. Cụ thể, chị của Anh Vũ có kết hôn với cậu của Hà Phương. Chính vì thế, ngay sau khi nghe tin buồn, giọng ca Hà Phương đã nhanh chóng đứng ra hỗ trợ, nhưng khá kín tiếng với giới truyền thông để tránh gây ồn ào. Hà Phương cũng chính là bà xã của tỷ phú Chính Chu, người Việt giàu nhất ở Mỹ. Không chỉ hỗ trợ riêng trường hợp của nghệ sĩ Anh Vũ, suốt nhiều năm qua, cô luôn âm thầm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ở cả trong lẫn hải ngoại. Hiện tại, dù bối rối khi biết tin Anh Vũ qua đời, nhưng đại diện phía gia đình cố nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, nghệ sĩ và khán giả đã san sẻ nỗi buồn và có nhiều hành động thiết thực trong những ngày qua. Gia đình Anh Vũ có nguyện vọng sẽ đứng ra lo liệu đám tang cho con để vong hồn cố nghệ sĩ được ấm áp. Song song đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đồng nghiệp thân thiết lâu năm với Anh Vũ, cũng hứa sẽ cho học trò của sân khấu Hồng Vân và Minh Nhí hỗ trợ về an ninh, mọi thứ để tang lễ được diễn ra chu đáo nhất khi thi hài cố nghệ sĩ được đưa về nước. Tiết lộ sự thật về việc gia đình nghệ sĩ Anh Vũ nhờ Hồng Vân phải giúp đỡ vì lực bất tòng tâm. Vào sáng ngày 2 tháng 4, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời tại Mỹ khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng sốc. Anh từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, một trong những sân khấu cũ do bà bầu Hồng Vân quản lý. Do đó, chính Hồng Vân cũng rất đau buồn trước tin dữ. Hồng Vân còn đăng tải dòng trạng thái kêu gọi sự giúp đỡ để có thể đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam an táng do gia đình lực bất tòng tâm, không đủ điều kiện. Cô mở riêng một tài khoản nhận tiền hỗ trợ, cho biết sẽ đóng lại ngay khi quyên góp đủ. Chưa đầy 4 giờ sau, gần 700 triệu được chuyển vào tài khoản từ rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả. Tuy nhiên, có thông tin rò rỉ cho rằng em gái của diễn viên Anh Vũ khẳng định không nhờ đến sự giúp đỡ của Hồng Vân, gia đình hoàn toàn đủ sức đưa anh trai về nước. Điều này khiến Hồng Vân bị một bộ phận khán giả hoài nghi, chỉ trích. Trong buổi gặp gia đình mới đây có nghệ sĩ Hồng Vân, Minh Nhí, mẹ và em gái của diễn viên Anh Vũ, phía gia đình đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Cụ thể, em gái Anh Vũ cho biết khi hay tin, cô rất sốc và bối rối nên không muốn tiếp xúc với ai hay chia sẻ gì. Cô đã gọi điện nhờ đến sự giúp đỡ của Hồng Vân vì gia đình lực bất tòng tâm do chi phí vận chuyển thi thể từ Mỹ về Việt Nam quá lớn. Gia đình không muốn hỏa thiêu rồi đưa hài cốt về nước để nghệ sĩ Anh Vũ về đất mẹ trọn vẹn. Sau khi xin phép gia đình, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ công khai thông tin lên mạng xã hội và quyên góp được gần 700 triệu đồng. Cô giao lại cho gia đình nghệ sĩ Anh Vũ vào chiều ngày hôm nay, 3 tháng 4. Loạt sau việc bàng hoàng, run rẩy khi nghe tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời. Vào sáng ngày 2 tháng 4, thông tin Anh Vũ ra đi đột ngột khiến giới nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng. Theo chia sẻ của Kylie, vào tối ngày 31 tháng 3, nam diễn viên còn diễn hai suất kịch cùng vợ chồng cô. Đến tối khuya ngày 1 tháng 4, thì cô nhận được tin sét đánh ngang tai. Kylie cho biết cảnh sát đang phong tỏa ngôi nhà nơi Anh Vũ qua đời để điều tra. Sau đó, thi thể nam diễn viên hài sẽ được đưa ra nhà xác. Đoàn nghệ sĩ chúng tôi đau buồn và bối rối trước sự ra đi của Anh Vũ. Chúng tôi hiện chưa liên lạc được với gia đình anh, cô cho biết thêm. Nghe tin Anh Vũ ra đi ở tuổi 47, các tường xót xa chia sẻ từ Mỹ. Không thể tin được, hôm qua, hai anh em còn nói chuyện điện thoại với nhau, hẹn qua Cali gặp. Tôi vừa đáp chuyến bay đến Cali, định hẹn anh và Quý Bình đi cà phê mà gọi không bắt máy. Giờ nghe tin anh mất, nãy giờ cầu mong là cả tháng 4, nhưng ai mà dám giỡn ác vậy. Cuối cùng, bạn bè xác nhận nghệ sĩ Anh Vũ thực sự mất rồi. Vĩnh biệt anh, yên nghỉ anh nhé. Cuộc sống thật vô thường, anh ra đi ngay ngày 1 tháng 4, có nghĩa là anh vẫn sống trong lòng mọi người. Thật thanh thản anh nhé. Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ trước sự ra đi của nam diễn viên.
Ở Việt Nam, nhận tin buồn vào lúc sáng sớm, Quốc Thuận xúc động đăng tải hình ảnh làm việc chung với đàn anh những ngày qua. Đây là những hình ảnh cuối cùng của em và anh được làm việc cùng nhau. Mới đây anh còn nói, anh đi về là sếp cho anh quay tiếp được vào tháng với mấy đứa nhỏ neo neo nha. Tháng mấy hả anh? Anh có về nữa không? Nợ em rồi đó Vũ ơi. Và em cũng còn nợ anh một lời hứa. Thế là hòa, không ai nợ ai. Anh ra đi thanh thản nhé. Gia Bảo nghẹn ngào không tin sự thật, thốt lên. Trời ơi, nghệ sĩ hai anh Vũ qua đời rồi. Cái gì vậy trời? Sao vậy? Tôi không đùa đâu, tôi khóc rồi. Là người anh thân thiết, gắn bó nhiều năm với anh Vũ tại sân khấu Hồng Vân, mình nhí viết, Vũ ơi ra đi thanh thản nhé, em của tôi. Trong khi đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết run rẩy rối bời khi nghe tin dữ. Anh Vũ vốn là người em bà bầu sân khấu yêu quý, dìu dắt từ khi còn khó khăn. Chị cho biết đang liên lạc với phía gia đình nam nghệ sĩ để đưa anh Vũ về Việt Nam. Tôi nhận tin dữ từ Mỹ mà bàng hoàng. Cuộc đời thấy đó rồi mất đó, vô thường lắm. Nhất là với lứa nghệ sĩ lớn tuổi như chúng tôi. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, nghệ sĩ Minh Nhí nói. Anh Vũ sinh năm 1972 tại thành phố Hồ Chí Minh. 15 năm trước anh từng phải đối diện với bệnh ung thư đại tràng, nhưng may mắn khỏi bệnh. Nam diễn viên từng chia sẻ bí quyết sống khỏe của anh là chăm chỉ tập thể dục như đi bộ, yoga và giữ tinh thần lạc quan. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh Vũ từng đoạt nhiều giải thưởng như diễn viên xuất sắc nhất tại Gala Cười, Giải Nụ Cười Vàng, Cù Nèo Vàng. Nam diễn viên hài từng tham gia hàng chục vở kịch tại sân khấu Hồng Vân, gồm cả hài và bi kịch. Anh Vũ được yêu thích qua nhiều vai diễn hài trong phim Khi Đàn Ông Có Bầu, Gái Nhảy, Gái Ế Kén Chồng. Năm 20 tuổi anh từng kết hôn nhưng nhanh chóng chia tay. Anh sống cùng mẹ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xót xa nghệ sĩ Lê Bình bị biến chứng nặng, liệt nửa người vì căn bệnh ung thư quái ác. Từ khoảng tháng 8 năm 2018, khán giả đã nhận được thông tin về việc nam nghệ sĩ Lê Bình mắc căn bệnh ung thư phổi quái ác. Gia đình đã đưa ông đến bệnh viện 175 tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Từ đó đến nay, nghệ sĩ Lê Bình chủ yếu dành thời gian để chữa trị bệnh tình, nhưng vẫn tham gia một số dự án điện ảnh nhỏ. Ông cũng không quên thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân những khoảnh khắc đời thường hay châm ngôn cuộc sống mà bản thân tâm đắc. Thế nhưng vừa mới đây, trên Facebook của anh Nguyễn Anh Huy đã chia sẻ về hình ảnh cũng như đoạn clip về tình trạng bệnh tình hiện nay của nghệ sĩ Lê Bình, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Anh cho biết, bác sĩ báo cho biết tủy của nghệ sĩ Lê Bình hiện nay đã bị phá hỏng hoàn toàn, khiến thân dưới từ thắt lưng trở xuống liệt hẳn. Anh không kiểm soát được tiểu tiện, còn đại tiện thì phải đi trên ghế cao. Bác sĩ khẳng định anh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Chính nghệ sĩ Lê Bình cũng chia sẻ, hiện tại bác sĩ nói tế bào ung thư đã xâm nhập đến tận tủy, làm cho tôi bán thân bất toại, không còn đi vững như trước, tiêu tiểu tại chỗ. Đây là điều không ai muốn cả, nhưng việc gì đến thì cũng phải đến thôi. Lúc trước còn khỏe mạnh thì tự mình chăm sóc cho mình, nhưng bây giờ phải nhờ người chăm sóc. Theo bác sĩ thì không hứa hẹn gì lắm, còn nước còn tát. Thời gian sắp tới sẽ chữa trị liều thuốc mạnh để ngăn việc xâm nhập vào tủy. Nhưng bác sĩ nói khi dùng thuốc này sẽ ảnh hưởng đến bào tử, gây ra ăn không được. Tôi cũng lo và suy nghĩ nọ kia, cũng mong ơn đức trời đất sẽ cho mình vượt qua để hoàn thành những tâm niệm cuối cùng. Còn đi cũng nhẹ nhàng thôi, đó là số mệnh. Được biết gần một năm qua, nằm điều trị tại bệnh viện, nghệ sĩ Lê Bình đều nằm trên chiếc giường đơn bên ngoài hành lang. Thế nhưng khi được hỏi đến thì ông nói rằng dù bệnh viện chẳng cho phép, nhưng bản thân thấy bên ngoài thoải mái, không khí thoáng đãng hơn mà lại còn thoải mái nói chuyện với mọi người, nên thấy chẳng vấn đề gì. Từ khi nhập viện điều trị cho đến nay, ai cũng thấy nghệ sĩ Lê Bình luôn tích cực, lạc quan, yêu đời. Mặt sức khỏe đang ngày một yếu đi, cơ thể dần suy kiệt, giờ đến đi lại cũng chẳng nổi. Nhưng chỉ cần nhắc đến nghề, nam nghệ sĩ lại rưng rưng nước mắt xúc động. Ông cũng tâm sự rằng có đạo diễn yêu quý, biết bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình như thế, nhưng vẫn mời đóng một vai diễn nhỏ, không cần di chuyển quá nhiều. Vậy nhưng giờ đây sức khỏe không cho phép, dù yêu nghề tới đâu thì nam nghệ sĩ vẫn phải từ chối. Vậy mới thấy cuộc sống con người vốn là vô thường. Cả cuộc đời sống trong ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, điện ảnh. Thế nhưng khi bệnh tật gõ cửa đến, thì cũng chẳng ai có thể trốn tránh được. Câu chuyện về bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình hiện đang thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận. Ai nấy đều gửi lời đến nam diễn viên, lời chúc tốt đẹp, mong ông có thể mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.